Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa ạ. Dạ, hôm nay Ngọc Lâm đã trở lại rồi đây ạ. Hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ tới tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa một cái thông tin, đó là hôm qua Ngọc Lâm mới nhận được cái thông tin từ em Tô Đình Khánh, là được biết là em ấy đã có em bé 1 tháng trước, và hôm qua là cái ngày mà đầy tròn 1 tháng của bé Miu. Cho nên là, nhưng mà em ấy thì tổ chức cái buổi mừng đầy tháng cho con ở nhà với anh em gia đình thôi, cho nên không có mời các anh chị em mọi người tới tham dự đó. Thì Ngọc Lâm cũng biết được, cho nên là Ngọc Lâm đã viết cái bài thơ để gửi tặng tới em Khánh và em Thương cùng bé Miu và gia đình. Và đây cũng là một cái bài thơ mà có một cái chị phương xa cũng muốn là cũng nhờ Ngọc Lâm cùng viết, để mà viết dùm cái tấm tấm lòng của chị để gửi tới em Khánh, bé Miu cùng gia đình em ấy. Thì hôm nay Ngọc Lâm xin được phép đọc cái bài thơ đó. Thì Ngọc Lâm xin mời tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn gần xa ở kênh của Ngọc Lâm cùng kênh của em Tô Đình Thanh Khánh cùng nghe cái bài thơ này nhé. Bài thơ Mừng Tô Đình Khánh làm cha. Em sinh ra rất bình thường, lớn lên đầy ắp tình thương gia đình. Hết thời áo trắng học sinh, em đi thành phố một mình làm ăn. Khởi đầu mọi sự khó khăn, em luôn cố gắng bản thân mỗi ngày. Kinh doanh buôn bán gặp may, lập nên sự nghiệp từ đấy huy hoàng. Nào ngờ phận số trái ngang, bỗng dưng bị bệnh cưa chân đau lòng. Bao nhiêu hoài bão ước mong tan thành mây khói buồn trong cuộc đời. Nghĩ mà thương lắm ai ơi, nhưng em đã nở nụ cười đứng lên. Ra ngoài gặp gỡ người quen, bắt đầu buôn bán cho quên nỗi sầu. Quyết tâm chiến thắng nỗi đau, vươn lên cuộc sống đối đầu gian nan. Đi truyền cảm hứng lạc quan, giúp người nghèo khổ cơ hàn vươn lên. Rồi tình yêu đến với em, cô nàng xinh đẹp mang tên Thương nè. 5 năm đi Nhật trở về, ngày đầu gặp gỡ đã thề có đôi. Thế là đám cưới tuyệt vời, trong niềm hạnh phúc muôn người ngợi ca. Và giờ có bé Miu Nha, chào đời xinh xắn như là mẹ Thương. Chúc mừng hạnh phúc uyên ương, 1 năm song hỷ yêu thương đong đầy. Chúc mừng Thương Khánh từ nay được làm cha mẹ mỗi ngày thêm vui. Chúc con mau lớn nên người, chăm ngoan học giỏi sống đời bình an. Làm con hiếu nghĩa song thân, có tài có đức xa gần mến yêu. Dạ, Ngọc Lâm xin được phép kết thúc cái bài thơ tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa đã theo dõi video. Và một lần nữa xin chúc em Khánh, em Thương cùng gia đình luôn luôn bình an hạnh phúc. Chúc cho bé Miu nhanh lớn, chăm ngoan học giỏi, và mai này sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt mọi người ạ. Xin chào tạm biệt.